Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn biết đến NTG Channel và các bạn muốn nghe chuyện từ đầu để hiểu cốt truyện, các bạn có thể kích vào kênh của mình và kéo xuống danh sách phát truyện chữ Đấu La Đại Lục để nghe chuyện từ đầu. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay thôi nào. Liên minh huyền thoại khoảnh khắc livestream, truy cập ngay NTG Gaming. Chi tiết dưới phần mô tả của video này. Đấu La Đại Lục truyện chữ phần 335, Đại Tu Di Hạo Thiên Trùy tuyệt đối áp chế phần 2. Cho dù suy yếu đến 1/10, Hạo Thiên Trùy trong tay của Đường Tam cũng có cảm giác đạt tới 10 vạn năm. Muốn khống chế cũng không phải là dễ dàng như vậy, cho nên Đường Tam tại lúc xuất thủ toàn lực cuối cùng mới thêm vào kỹ năng trọng lực lên trên Hạo Thiên Trùy, do đó mới sinh ra lực lượng bổ nặng đến 100 vạn cân. Mặt khác, hồn hoàn thứ nhất trên Hạo Thiên Trùy mà Đường Tam bùng nổ là hồn hoàn đến từ đấy, đó chính là đến từ Thái Thản Cự Viên Nhị Minh. Cho dù là đồng dạng 10 vạn năm hồn hoàn, phẩm chất vẫn là phải hơn xa so với 3 hồn hoàn đến từ Thiên Quân Nghĩ Hoàng. Bản thân nó chính là đỉnh phong trong lực lượng của hệ hồn thú, mà trọng lực khống chế cũng xuất phát từ hồn kỹ của Thái Thản Cự Viên. Sau khi hai cái dùng hợp, giúp cho sau khi Đường Tam bùng nổ hồn hoàn thứ nhất này, liền làm cho Thiên Nhậm Tuyết không thể tưởng tượng được cỗ lực lượng này lại khổng lồ đến như thế. Huống chi, trên Hạo Thiên Trì còn được khắc vào đó là tiến hóa cuối cùng của sát thần lĩnh vực. Sát thần lĩnh vực đối với thiên sứ lĩnh vực của Thiên Nhậm Tuyết cũng có tác dụng nhất định. Ẩn trong Hạo Thiên Trì, mượn lực lượng của Tạc Hoàn, đem uy lực của bản thân cùng với Hạo Thiên Trì dung hợp thành một thể. Lúc này mới sinh ra lực lổ mạnh trở lên kinh khủng như vậy, uy lực đã mạnh hơn nhiều so với Thiên Nhậm Tuyết đã dự đoán. Khi Đường Tam phát hiện ra trọng lực khống chế tác dụng lên bản thân vũ khí sinh ra uy lực thật là lớn, thì công kích của hắn cũng đã tăng lên một bậc thang mới. Có điều trong lực khống chế này dùng trên vũ khí mới được. Hơn nữa khi Đường Tam dùng hải thần tao giao kích với 100 vạn cân, công kích liền phát giác ra trọng lực khống chế hiệu quả dù tốt, nhưng mà dưới sự khống chế sinh ra một trọng lực quá mức khổng lồ, cho nên đã rút hết tất cả năng lực trong hồn cốt cánh tay trái của Thái Thản Cự Viên. Trong một ngày, loại tăng phúc 100 vạn cân này chỉ dùng được một lần toàn lực công kích, nhưng mà chỉ là cần một lần cũng hoàn toàn có thể trở thành một đòn sát thủ của hắn. Lúc này đây, hắn chính là một trong thời khắc tối hậu mấu chốt nhất. Trong nháy mắt băng vào khống chế trọng lực mà cải biến cục diện. Một chùy đắc thủ, Đường Tam toàn thân kịch liệt run rẩy một chút. Hắn tuy rằng làm cho thiên sứ thanh kiếm tàn rã, nhưng bản thân cũng đã bị thiên sứ thần lực cắn trả. Bất quá hắn không có ý định dừng tay như vậy. Khi trọng lực khống chế sau khi kịch liệt va chạm tiêu thất, thân hình của hắn trong không trung nghiêng đi một chút, một cước đá vào trong không khí. Tiếng không khí bị xé rách chói tai vang lên, băng vào hồ kình tà ma phủ chân trái hồn cốt. Hắn mạnh mẽ thôi động thân thể của mình trong không trung tiến hành di chuyển nhanh như là thuấn di vậy. Cùng lúc đó, cái hồn hoàn thứ hai trên người bùng nổ, hỗn hợp với sát khí khổng lồ của sát thần lĩnh vực. Thiên sứ thần lực trong cơ thể liền bị xua tan, Hạo Thiên Trùy thật lớn từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào đầu của Thiên Nhậm Tuyết. Lúc này, thân hình của Thiên Nhậm Tuyết chớp lên, lực lượng mới bị phá. Một thân thần lực trong thời gian ngắn ngủi bị vây khốn, đối mặt với Đường Tam lúc này gần như là không có lửa phần trì hoãn công kích, rơi vào đường cùng. Thiên Nhậm Tuyết đành nâng tay phải lên, ngưng tụ thành một cái luồng ánh sáng màu vàng rồi phóng vọt lên. Bá đạo và thô bạo, tràn đầy uy lực của Đại Tu Di Trùy dưới tác dụng của hồn hoàn bùng nổ, lặng lẽ oanh kích lên luồng năng lượng mà Thiên Nhậm Tuyết vừa mới ngừng tụ. Hai tiếng ầm ầm lỗ, Đường Tam cùng với Thiên Nhậm Tuyết gần như là đồng thời cùng rên lên. Đường Tam trong miệng máu tươi cuồng phun, tình huống của Thiên Nhậm Tuyết tuy rằng so với hắn tốt hơn nhiều, nhưng cũng bị một chùy này đập cho bay ngược trở lại. Thế công ảo ạt liền một mạch đã bị Đường Tam chặt đứng rồi bước lui. Hạo Thiên Trùy giơ lên, đem máu dính chớp ở trong miệng phun ra. Đường Tam ở giữa không trung xoay tròn một vòng. Hồn hoàn thứ ba trên người cũng đã bùng nổ, dưới trạng thái võ hồn chân thân, Hạo Thiên Trùy mượn lực lượng của Tạc Hoàn, toàn thân trùy hoàn toàn nhuộm một màu vàng nhạt, trùy thứ ba lập tức phát ra từ trên không giáng xuống. Một tiếng oanh lổ vang lên, Thiên Nhậm Tuyết lui nhanh về phía sau, hai tay đặt giao nhau tại trước ngực của mình, dùng thiên sứ thần lực tạo thành hình chữ thập chặn lại trùy thứ ba này. Đường Tam lại phun ra một mụn máu tươi, nhưng mà Thiên Nhậm Tuyết cũng một lần nữa bị oanh kích lùi về phía sau. Với thực lực thần cấp của nàng, dưới sự liều mạng công kích hoàn toàn không để ý đến bản thân của Đường Tam, cũng không có biện pháp nào cả, chỉ còn cách không ngừng thối lui. Đường Tam sắc mặt đã trở lên tái nhợt, nhưng màu huyết sắc trong đôi mắt vẫn là mạnh mẽ như trước, không có một chút vì trạng thái hiện tại của bản thân mà thay đổi, giống như là người hộc máu không phải là hắn vậy. Ngay khi hồn hoàn thứ tư của Đường Tam bùng nổ, lúc mà chùy thứ tư đánh xuống, Thiên Nhậm Tuyết rốt cuộc là cũng bạo phát, nàng nãy giờ liên tục bị Đường Tam áp chế. Tuy rằng Đường Tam không thể thật sự gây tổn thương cho nàng, nhưng mà cảm giác hoàn toàn bị áp chế này đối với nàng thật sự là vô cùng nhục nhã. Phải biết rằng thực lực của nàng chính là thần cấp, với thực lực thần cấp mà bị áp chế như vậy quả thực đáng bị chê cười. Lúc này đây, Thiên Nhậm Tuyết không dùng hai tay của mình để ngăn cản công kích của Đường Tam nữa, sau cái cánh sau lưng đồng thời bao bọc ra phía trước,
đem thân thể của nàng bao vây bên trong, nhìn qua như là một cái kén màu vàng lớn. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, thân thể của Thiên Nhậm Tuyết cũng theo tiếng nổ mà bay đi, nhưng mà khi nàng còn trong không trung thì một cái hư ảnh thiên sứ 6 cánh màu vàng thật lớn bao bọc lấy thân của nàng. Hư ảnh thiên sứ này cùng với Thiên Nhậm Tuyết sống nhau như đúc, đồng thời bên trong 6 cánh hư ảo run run, vô số lông chim màu vàng từ bốn phương tám hướng mà bắn tới Đường Tam. Đường Tam bằng vào đại tu duy trì bức bách, Thiên Nhậm Tuyết cuối cùng cũng dùng ra hồn ký của mình. Lúc nàng bắn vào thân thể đón đỡ một kích của Đường Tam, cũng đồng thời cấp cho chính mình một cơ hội phục hồi thật lực mà xuất ra hồn ký. Đường Tam sắc mặt không thay đổi, không thèm nhìn tới lông chim từ bốn phương tám hướng đang công kích mình. Trên người hồn hoàn thứ 5 bùng lỗ, vô tận ánh sáng màu vàng nhạt bao trùm lấy quanh thân thể của hắn cùng với Hạo Thiên Trí. Hạo Thiên Trí thật lớn vẽ ra trong không trung một vòng, cùng với người bay vọt ra ngoài. Hai tay nắm trùy, thẳng tới truy đuổi theo bản thể của Thiên Nhậm Tuyết. Mắt thấy vô số lông chim màu vàng sẽ đâm trúng thân thể của Đường Tam trong nháy mắt, đột nhiên trên thân của hắn hồn hoàn thứ 6 hoàn toàn bùng lỗ. Đây là hồn hoàn 10 vạn năm thứ nhất thuộc về ba huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng. Một tiếng lộ ầm vang lên, vô tận ánh sáng màu vàng đỏ thổi quét qua, giống như là một cơn lốc xoáy thật lớn đột nhiên thổi bay tất cả. Vô số lông chim đang bắn vào xung quanh thân thể của Đường Tam đã bị lực lượng của tạc hoàn chấn nát, mà tốc độ của hắn cũng không có giảm đi chút nào, chỉ trong nháy mắt công phu liền đã xuất hiện ra trước mặt Thiên Nhậm Tuyết. Hạo Thiên Trì thật lớn vẫn đang đập xuống. Thiên Nhậm Tuyết nhìn thấy huyết sắc trong đôi mắt của Đường Tam ngập tràn khí phách vô tận mà chấp nhất, cho dù là biết đối mặt với thần, chiến ý của hắn cũng không có chút nào suy yếu. Thiên Nhậm Tuyết cũng không rõ Đường Tam làm như thế nào, nhưng mà lại không thể không nâng hai tay lên đón đỡ một kích này của Đường Tam. Lúc này thân thể của nàng bị lực đánh mạnh mẽ ép phải rơi xuống đất. Lúc trước ngạnh kháng, Đường Tam một trì tranh thủ cơ hội phóng thích ra hồn ký, thế nhưng Thiên Nhậm Tuyết chân chính bị Hạo Thiên Trì đập trúng mới hiểu được một kích này của Đường Tam uy lực khủng bố ra sao. Lực lượng do Tạc Hoàng sinh ra thật sự là vô cùng bá đạo, sau cánh thiên sứ của nàng có thể ngăn cản tất cả bộc phát, nhưng không chống chọi được khí phách cùng với sát khí đến tận xương tủy kia. Khí phách của đại tu duy trì cùng với sát thần lĩnh vực hoàn toàn dung hợp thành một thể, trực tiếp xuyên thấu qua 6 cánh đâm vào bên trong cơ thể của nàng, khiến cho nàng lúc phóng thích ra hồn kỹ công kích uy lực yếu ớt bớt đi 4 phần. Phải tận lực vận chuyển thiên sứ thần lực mới có thể đem khí tức mà Đường Tam rót vào trong cơ thể nàng bước ra ngoài. Mà trùy thứ 5 của Đường Tam tới trước mặt của nàng dưới tình huống như vậy, Thiên Nhậm Tuyết lấy lực lượng đầu ra cho đủ để ngăn cản đấy. Lúc này mới bị một trùy oanh kích mà rơi xuống đất. Cho đến lúc này, Thiên Nhậm Tuyết mới cảm thấy vô cùng hối hận, chính mình không nên xem thường Đường Tam. Sau khi thành thần, trong tiềm thức, thế giới này không có ai có căn bản là có thể trở thành đối thủ của mình. Khi đối mặt với Đường Tam, nàng vẫn giữ trạng thái mèo vờn chuột, thủy chung không có dùng toàn lực, mà làm nhân này dường như là 10 phần hiểu được tâm tính của mình. Cùng dưới tình huống như vậy, lợi dụng một ưu thế bản thân của hắn bức mình đến mức độ này. Thiên Nhậm Tuyết tin tưởng rằng nếu như có một lần nữa, mình tuyệt là sẽ không cho Đường Tam có cơ hội như vậy. Nhất định trước hết phải toàn lực ứng phó bắt hắn đã rồi mới nói sau. Có điều hiện tại hối hận cũng đã quá muộn rồi. Một kích đặc thù, Đường Tam khi mà khí thế càng bốc lên, hồn hoàn thứ 7 không có chút so dự mà bùng nổ. Bản thân hắn từ không trung đuổi tới Thiên Nhậm Tuyết, một chùy mà giáng xuống. Vì để có thể lối tiếp công kích, hắn mặc kệ thân thể của mình đang bị vây trong trạng thái gì, khi phát động công kích liền lấy mục tiêu là phá hủy đối phương, bất luận là thân thể của mình có thống khổ như thế nào. Hắn cũng kiên trì bùng lổ cái hồn hoàn thứ 7 của mình. Không thể dùng trọng lực khống chế được nữa, thế nhưng khi mà đem lực lượng hồn hoàn thứ 7 bùng nổ hoàn toàn dung nhập vào trong Hạo Thiên Trí, Đường Tam mới phát hiện sức nặng của Hạo Thiên Trí tăng vọt hơn gấp đôi. Hơn nữa, lực lượng của trùy này rõ ràng là phản mạnh hơn. Tuy rằng không thể so sánh cùng với một kích trước kia từ hồn hoàn của Thái Thản Cựu Viên, nhưng mà so với kỳ trước lại là mạnh hơn. Đây là suy nghĩ của Đường Tam khi mà lần đầu tiên sử dụng ra đại tu di trùy này. Thân thể thống khổ không thể che giấu khoái cảm khi mà hắn liên tục tạc hoành mà công kích. Thiên Nhậm Tuyết rơi thật mạnh trên mặt đất, bộc phát ra một tiếng lổ vàng thật lớn, mà phía sau nàng trùy thứ 7 của Đường Tam cũng đã đánh tới đỉnh đầu rồi. Thiên Nhậm Tuyết bây giờ mới hiểu được vì cái gì mà trước đó phụ thân của mình thực lực là hơn xa Đường Hạo, nhưng lại bị vị Hạo Thiên Đấu La kia đánh trò thường nắng. Hạo Thiên Tông có ngàn năm truyền thừa, đã tới trình độ thiên hạ đệ nhất tông môn, cũng không thể đánh đồng cùng với người khác. Nguyên lai, phương pháp tạc hoàng kia phải dùng đến cây chùy này mới có thể chân chính phát huy ra uy lực của nó. Trên trán, tiểu thiên sứ sáng lên màu vàng, một tầng lưu quang nhàn nhạt đột ngột từ trong nó lưu chuyển mà ra, giống như là ở trong ngoài thân thể của Thiên Nhậm Tuyết hình thành một cái lồng kỳ dị. Mà bản thân của Thiên Nhậm Tuyết lại ở bên trong cái lồng hai tay tạo thành hình chữ thập, trong đôi mắt cảm xúc lúc này hoàn toàn là thu liếm. Giống như là một tín đồ vóc dáng tiểu túy, đối với chùy thứ 7 này của Đường Tam từ trên không giáng xuống, coi như là không nghe không thấy. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, Hạo Thiên Trì mạnh mẽ lện vào cái lồng giống như là một cái vỏ trứng màu vàng kia. Trong tiếng lổ vang kịch liệt, thân thể của Thiên Nhậm Tuyết bên trong vỏ trứng kia cũng đã bị trực tiếp đập cho lún sâu vào trong mặt đất.
Nhưng mà Đường Tam sắc mặt hơi đổi, bởi vì phản lực thật lớn suýt làm cho hắn không có nắm chặt được Hạo Thiên Trúy. Dưới tác dụng của phản lực bị bắn lên cao ngàn thước, mặt đất trong khoảnh khắc hoàn toàn biến thành màu vàng. Thanh âm của Thiên Nhậm Tuyết bình tĩnh theo bốn phương tám hướng vang lên. Đường Tam có thể bức bách ta dùng đến thần ký Thiên Sứ Chi Thuẫn, lá chắn của Thiên Sứ để phòng ngự bản thân. Ngươi cũng có thể tự hào được rồi. Ngươi thật làm cho ta giật mình đó. Khó trách ngươi có thể nắm chắc đối đầu với ta như vậy. Đáng tiếc hơn chính là cuối cùng người cũng không phải là người chiến thắng. Ta muốn cho người biết, thần là không thể chiến thắng. Mặt đất tràn ngập màu vàng khuếch tán ra khắp nơi, ánh sáng màu vàng lất vất từ mặt đất bốc lên, dần dần bao phủ cả không trung. Sắc mặt của Đường Tam trở lên khó coi, hắn không bùng nổ hồn hoàn thứ 8 ngay lập tức, bởi vì sau đó hắn đã hoàn toàn mất đi tung tích của Thiên Nhậm Tuyết. Thế nhưng khí tức của nàng vẫn là không biến mất, mà tồn tại bốn phương tám hướng trong ánh sáng màu vàng chiếu rọi khắp nơi. Chính mình quả thật cũng cảm thấy tự hào, bắt Thiên Nhậm Tuyết phải xuất ra kỹ năng phòng ngự thần cấp tuyệt đối phòng ngự, lại buộc cho nàng phải sử dụng ra thiên sứ lĩnh vực thần cấp, đúng là thiên sứ lĩnh vực chân chính, thật không biết nên hưng phấn hay là bi ai đây. Đã sử dụng ra thiên sứ lĩnh vực có nghĩa là rốt cuộc Thiên Nhậm Tuyết cũng đang muốn toàn lực ra tay. Cây nhang kia vẫn còn đang cháy bình thường, nó được cắm trên một cây đại thụ có được sự bảo vệ của một cỗ thần lực của Thiên Nhậm Tuyết. Riêng năng lực phân thần hóa liệm này, Đường Tam tự nhiên là biết mình không thể sánh kịp. Lúc này cây nhang chỉ còn có một chút, không tới 3 phút, thế nhưng mình có thể kiên trì nổi trong 3 phút cuối cùng hay sao? Thế giới chung quanh biểu lộ một mảnh lớn màu vàng, Đường Tam đã không cảm giác được sự tồn tại của tinh đấu đại xâm lâm. Thân thể đang ở trong thiên sứ lĩnh vực, giống như là lần đầu tiên hắn chiến đấu với Thiên Nhậm Tuyết. Lĩnh vực của mình đã bị đối phương hoàn toàn áp chế, thua người ta một bậc. Chỉ có điều lúc này đây chênh lệch còn lớn hơn là sự chênh lệch giữa người và thần. Hai tay nắm chặt Hạo Thiên Trúy, Đường Tam chậm rãi nhắm đôi mắt trở lại. Hắn biết rằng trong lúc này dùng mắt để nhìn không có ý nghĩ gì nữa. Thân ở trong lĩnh vực của thần, nơi này đã hoàn toàn là sân nhà của Thiên Nhậm Tuyết. Thân thể buông lỏng, cảm thụ được toàn thân đang đau nhức vô kể, khí phách trên mặt của Đường Tam đang dần dần biến mất. Sự thay đổi này là một sự bình lặng khó tả bằng lời, giống như là cả người hắn đang bị bao vây trong một trạng thái vô cùng đặc biệt. Hồn hoàn cuối cùng của Hạo Thiên Trúy là hồn hoàn thứ 8, sau đó cũng đã bị Đường Tam bùng lỗ, hóa thành một luồng khí màu vàng nhạt xung nhập vào trong Hạo Thiên Trúy và bản thể của hắn. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng lên, Đường Tam thông qua tinh thần lực mà dò xét, chỉ thấy vô số dòng lửa màu vàng đang bổ nhào về phía của mình. Mỗi luồng dòng lửa đều do thiên sứ thần lực ngưng tụ mà thành. Bên trong thiên sứ lĩnh vực này lại càng hòa hợp mà tăng thêm sức mạnh. Thiên Nhậm Tuyết không tìm tới hắn, nhưng mà vô số dòng lửa này cũng đã bắn tới lời rồi. Một tiếng lộ ầm và chạm vang lên, Hạ Thiên Trì đánh bay luồng lửa thứ nhất. Ngay sau đó là luồng lửa thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đường Tam đem lực lượng của Tạc Hoàn ẩn vào trong Hạ Thiên Trì mà không muốn xuất ra, hoàn toàn bằng vào kỹ xảo cùng với thực lực của bản thân Hạ Thiên Trì để chống lại những luồng lửa màu vàng kia. Hắn liền trôi nổi ngay tại chỗ, mỗi một nhát chém ra, thân thể cũng theo đó mà xoay tròn một vòng. Hạ Thiên Trì thật lớn trong tay khởi lên một cỗ cuồng phong mãnh liệt. Đường Tam cảm giác như là không hề di động, nhưng lại rất khéo léo trong phạm vi nhỏ kéo thân thể của hắn chớp động như là hư ảo. Chính là tuyệt học của Đường Môn, Quỷ Ảnh Mê Tung. Quỷ Ảnh Mê Tung của Đường Tam đã sớm đại thành, theo nó đại thành còn có hồn ký mà hắn tự nghĩ ra. Dung hợp Quỷ Ảnh Mê Tung và Loạn Phi Phong Trì Pháp lại thành Loạn Phi Phong Trì Vũ. Lúc này hắn bên trong thiên sứ lĩnh vực nhảy lên chính là sử dụng hồn ký mà hắn tự nghĩ ra. Cho dù Hạo Thiên Trì khổng lồ như vậy cũng không làm trở ngại thân hình linh xảo của Đường Tam. Trong Loạn Phi Phong Trì Vũ, đối mặt với sự công kích của vô số luồng lửa đang bắn tới, hắn trước sau vẫn là chọn vị trí tốt nhất để cho Hạo Thiên Trì trong tay đón công kích của một luồng dòng lửa. Cũng chỉ là có một luồng mà thôi, hắn không để cho bản thân cùng lúc đối mặt với hai luồng dòng lửa. Thật ra những luồng dòng lửa ấy thoạt nhìn thì không phân biệt được trước sau, nhưng theo thân hình của Đường Tam di động trên không nên mới tạo ra tình huống như thế. Nếu như đây là lần đầu tiên anh em biết đến với NTG, anh em muốn nghe chuyện từ phần 1 để hiểu cốt truyện, thì anh em có thể lên YouTube và gõ từ khóa NTG Reaction, ấn tìm kiếm. Ấn vào trong trang chủ của mình, anh em có thể kéo xuống danh sách phát truyện chưa đấu la đại lục. Anh em có thể nghe từ phần 1 đến phần 213 và tiếp theo là phần 214 trở đi. Và tất nhiên rồi, tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện chưa đấu la đại lục phần tiếp theo sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh channel NTG và trực tiếp kênh NTG Reaction. Cuối cùng thì mình, NTG, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.